Hương sắc đô sinh xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay 29 tháng 5 2019 tiện việc đi qua thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tôi lại quay lại thăm vườn cảnh anh Lâm Mạnh Việt. Nói đến vườn cảnh anh Lâm Mạnh Việt, chúng ta lại nhớ đến cái video mà SH1035. Tôi nói là bất ngờ là gặp người đam mê cây cảnh, chuyên làm bonsai thân quái. Vâng, bonsai mini tại Phủ Lý, đó chính là anh Lâm Mạnh Việt. Vẫn cô gái thiếu nữ. Anh đang bê cây ruối đây. Vẫn là con ruối. Cây ruối mà hình dáng là như là một người thiếu nữ đúng không? Vâng. Bây giờ anh cho vào cái mâm xoay để chúng ta chia sẻ với các bạn. Trước khi chia sẻ một số những tác phẩm mà tôi muốn anh Việt đưa vào một cái mâm xoay để chúng ta được thưởng thức một cách nó tỉ mỉ hơn, thì tôi giới thiệu với các bạn là cái không gian nhỏ hẹp nhưng mà rất là thân ái đây. Anh làm từ nhỏ những cái cây mà đầu tiên thì nó cứ lằng ngoằng, sau đó qua cái tạo lập của anh trở thành những cây bonsai rất là hóm hình. Ngộ nghĩnh và không thể không dùng hai thứ nghệ thuật bonsai được chắt lọc ở đây. Với cái đôi bàn tay khéo léo và cái trí tưởng tượng của anh. Tôi đi lướt qua thế này, sau đó thì chúng ta sẽ cùng với anh Lâm Mạnh Việt chia sẻ một số những cây tầm nhỏ để bê vào cái mâm xoay. Còn đâu những cây lớn hơn, tôi sẽ lấy hình ảnh trực tiếp trên không gian vườn. Đúng là không gian vườn nhỏ thôi, nhưng mà số lượng cũng rất nhiều. Bởi vì là những cây cũng tầm vóc nhỏ và mini. Và riêng một cái đặc điểm nữa là đa dạng. Nói về tên các loại cây ở đây thì rất nhiều, chứ không phải chỉ có xanh si đa đề. Bây giờ qua cái hình ảnh chung này tôi đã giới thiệu xong, thì anh Lâm Mạnh Việt sẽ chuyển một số những cái cây tầm nhỏ đến một cái mâm xoay để Đỗ Sinh giới thiệu trước với các bạn. Sau đó chúng ta sẽ ra vườn để ghi hình những cái tác phẩm lớn hơn một chút. Thì vẫn là cô gái của hơn một năm về trước. Thì bây giờ bông tay của cô ấy đã gần như là hoàn thiện 100%. Vừa rồi là cứ treo quả lúc lắc thôi. Vâng. Nó tháo hết dây ra rồi, lì hết bông răm rồi. Tức là cây này là anh gọi là cô gái đang đủn ô tô đấy à? Không, cô gái thiếu nữ. Thiếu nữ thôi à? Cô gái dân tộc, thiếu nữ, cô ruối. Vâng, chứ không phải đủn ô tô. Vũ điệu hoang dã của cô ruối. Vâng, vâng. Rất nhỏ nhưng mà đúng có võ. Vâng, cũng mông, cũng ngực, cũng đùi mà rất vui là... Đấy, anh để yên để xem này. Mặt nào cô cũng đẹp. Ưỡn mông, ưỡn ngực xem này. À, đây, đằng này là đằng mông nhìn lại đây. Vâng. Đấy, đây, mông nhìn lại này. Rồi, quay từ từ thôi. Đây, ưỡn ngực để đẩy đây. Rồi. Cô giống lên tứ diện luôn. Đấy, cô, giống quá, có cả ngực này. Cứ để sân thượng cầu thang chơi đâu nhỏ gọn cũng tiện. Vâng. Cô đấy, không to ai, nhưng mà nếu nói về nghệ thuật của cô ấy thì đúng là đủ mông đủ ngực. Có thừa đấy. Vâng. Ra đứng cái khác. Bởi vì cái nghệ thuật là chính. Rồi. Bây giờ dưỡng vị phẩm. Anh để tôi ngắm cái hướng vâng, chuẩn nhiều, nhất để tôi chụp kiểu ảnh. Anh rất, xoay đi, xoay tiếp đi. Rất nhiều người đang. Đấy, sao nào, sao nào. Nhưng chích chích thêm một tí nữa. Rồi, rồi sao đấy, đưa giống rồi đấy. Rồi tôi chụp nha. Đúng rồi, mong được chủ nhân yêu cây thật sự thì có duyên thì giao lưu mới được cây này. Rồi. Chứ còn để nó chết thì nó phí. Vâng, đến cây ruối thứ hai của anh Lâm Mạnh Việt này. Cũng mông. À, cũng lại dáng phụ nữ nhưng mà cô này thì dạng chân da. Mà cũng như nói về độ nhỏ độ côn thì như nhau một đúc, nó là một đôi. Thật ra là cũng nhiều cây phải giấu bởi vì là nó không nhiều tiền nhưng mà nó thật sự nghệ thuật. Nên nó phải hoàn thiện thật sự thì lúc ấy mới giao lưu được. Ừ. Đấy, chứ còn nếu nói về độ nghệ thuật thì chắc là không chê được đâu. Những cây dưới nhỏ như này là cực hiếm luôn. Vâng, chỉ còn hoàn thiện cái này căng ra nữa. Ok, rồi. Rất là đạt. Đây cung trăng. À, anh xây dựng quậy, tác phẩm chú quậy ngồi gốc cây đa. Vâng, sau 2 năm, hơn 1 năm 2 tháng. Bây giờ bông cành nó hoàn thiện, tháo hết dây rồi. Theo quả vừa rồi là dìu luôn.
Tức là cây dưới này có quả rồi. Dưới treo, dưới già. Ấy mà nó ăn gần như người ta không tưởng là nó ăn nó sống được, nó hoàn toàn ăn được đá. Vâng. Gần như là không có tí đất nào luôn. Có con trâu đây. Vâng. Chú gọi chị Hằng. Đây là chị Hằng. Cung vâng, cung trăng tròn này. Cây đa. Cây dưới nhưng mà là gọi là cây đa được. Bởi vì đa giờ thì thật ra thì nó khó nói lắm. Nó là biểu tượng mà. Biểu tượng. Cây đa. À, chú cũng biết phải là cây đa. Cũng khéo chọn vâng. Lấy cái chùm vỡ, vâng. Anh vẫn là cái chùm đấy. Anh làm cái... thành cung trăng, vâng. Mà không phải là tròn xo mà là trăng vẫn còn khuyết, chưa phải là 15-16 trăng tròn. Đây. Chú quậy ngồi gốc cây đa để trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi. Cha còn cắt cỏ trên trời. Cha còn cắt cỏ trên đồi, mẹ còn cái gì đấy? Cưỡi ngựa đi mời quan viên. Rồi. Ừ, xong rồi lại đến ông Môn Bằng Bạch. Rồi, anh đổi tác phẩm khác đi. Vâng. Nhưng nói về tác phẩm Yên Dinh thì cả ngày quay không hết. Vẫn là ông Mang Bành Môn. Hổ Mang Bành đúng không? Vâng, mùa này đang chút lá để thay lớp khác. Cây gỗ Môn. Vâng, đúng màu Mang Bành. Mà giống con rắn hổ Mang Bành. Đầu này anh giống. Được rồi, anh quay quay sang hướng đây này, quay. Vâng. Đấy, đúng đây chúng ta quan sát đây. Giống con hổ Mang vâng. Bành. Đây là đằng lưng của con hổ đây, con vâng. Con rắn hổ Mang Bành đây, đây đằng lưng nhìn xuống đây. Vâng. Đấy, bây giờ ta quay để ta nhìn đằng nguyên bản này. Sức sống ở trên đá đúng thủy. Ôi giống chỗ này giống quá. Vâng, bao nhiêu năm. Vâng. Đây, đây là cái đầu của nó bệnh ra này. Vâng. Nó mầm mới thôi. Nó cứ hết mùa chút lá, mùa hè chút lá. Vâng. Mà từ. Quay cái gốc. Cũng chỉ là tác phẩm của một năm hai năm trước. Đấy, xem quay lại độ già, độ chắc của nó thôi. Chứ còn nghệ thuật của nó thì không chê vào đâu được. Rồi. Đấy, những mầm đỏ đẩy chất là ai. Nhất trí. Đây là cây dưới. Vâng, dưới quê. Dưới... Có cái bệ gốc hình thú đúng không? Vâng. Vâng, sao nào? Đang làm nốt cái bông cây, hai bông tai. À đúng rồi, con thú đang ngồi. Con thú đuôi. Đang ngồi. Ừ, dưới quê cái, đây là cái chắc. Đuôi này chân sau toài viền trước và vâng. Chân trước thì trống này hết. Vâng. Nó về độ già độ quả độ cây thì không chê vào đâu, mặt nào cũng giống đấy. Vâng. Nhìn hàng thú dữ thì cực giống luôn. Ôi bên này giống. Vâng. Được rồi đấy, con thú cây dưới hình dưới quê mà nó già rụt gốc răng. hình thú vâng. Từ gốc lên đây là cây sam trái. Sam trái chỉ có chưa được 10 mấy phân, 12 phân. Trong quá trình tôi đăng tải hình ảnh những cây bonsai mini vườn cảnh Lâm Mạnh Việt, số điện thoại anh Lâm Mạnh Việt ở những phút đầu và phút cuối của video. Vâng. Các bạn sẽ giao lưu cùng với anh Lâm Mạnh Việt. Giang Long đấy. Sam rụt rịt luôn, chỉ có 12 phân. Đỉnh cao sam trái. Rồi, để tôi quay tiếp lần nữa. Cô quá giả. Giả mốc lên tận chi răm. Đến một quả nó treo này quá. Được một đôi lưới xứng. Đây một cây này. Ok. Đây tiếp một cây nữa. À thế hai cây giống hệt nhau à? Không, nó là hai loại sam. Nó là một đôi lưới xứng. À cây này là sam hương. Sam hoa. À sam hoa, sam hoa. Vâng, sam hoa. Chứ không phải là linh sam à? Đây nó là linh sam, nhưng ừ. Sam này là sam sông hình. Ừ. Sam 86 mới là sam nhỏ. À cây này dáng cổ thụ. Nó to hơn là sâm. Cây này rất dáng cổ thụ. Vâng, nhưng cũng là chỉ là hàng 12 phân. Ừ. Thân nó côn. Vâng, côn tụt dịt. Nén được một đôi. Đi theo một cặp. Độ kỹ thì không chê được. Nó chẳng cần to. Đấy, chiều cao ướm ngón tay này. Chưa hết là bàn tay. Ngón tay còn cao hơn. Rồi. Đấy, đời so sánh. Số điện thoại của anh vẫn là số cũ đấy chứ? Vâng, không thay được số, vâng. Số làm ăn. Vâng, cây chỉ là... Để tôi cứ cái số cũ tôi đăng lên. Vâng. Chứ anh lại bảo đổi rồi mà vẫn đăng số cũ thì lại rơi vào cái ông đi buôn gạch cho bỏ mẹ. Đây thì tếu một tí, cây này... Cây lộc vừng. Vâng, nó là lộc. Nhưng bác sinh bảo đây là số gì? Đâu, tôi quay, tôi quay xong tôi nói cho ông, đây là số 8 rồi. Vâng, cái tên nó là gì? Tên nó là Phát Lộc. Vâng. Đúng không? Tám là phát, lộc nó là lộc phát. Là phát lộc. Vâng. Ừ. Mà nói là thiên tạo 100% từ bé. Đây đúng số 8. À. Được rồi. Hay đấy nhỉ. Nhưng tiền thì nó chẳng nhiều. Nếu nói về bật tiền thì bao nhiêu anh?
Vâng, 400-500 nghìn cho luôn. À, thế là khoảng 400-500 thôi à? Vâng, thế thôi. Cây lộc hình con số 8 thì gọi là phát lộc. À. Cực già, cực với giá luôn. Báo là khoảng 400 hay 500. Vâng, người bác muốn bán bao nhiêu thì cũng dò bác luôn. Còn đây, đây nó là sộp cũng là nó, mà túc cũng là nó. Vâng. Quái thú cũng là nó. À, chào anh Việt con nhé, anh ra đây. Anh ra, anh đóng cửa vào, anh ra hẳn đây. Anh lấp ló ở cửa cho tôi nhìn thấy anh Việt con kìa. Đâu, năm ngoái là anh lên màn hình. Cụ tí đâu đây? À, cây vào đây, ra đây cụ. À, cây này lọc đỏ nha, cây túc, 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 túc. Túc là nó, sộp là nó. Sộp, ừ. Quái thú cũng là nó. Anh đang thiết tạo một cái chỗ này mắt. Là cái mồm hả? Vâng, mồm, à. Mắt. Đây là, đây, đây là cái miệng này. À, đây là mắt đây. À, được rồi. Đấy, thằng cu năm ngoái là đứng cạnh bố và đây, đây, đây. Ông Sinh có phỏng vấn đây, một câu. Năm 6 rồi. Đấy. Năm ngoái là lớp 5, bây giờ là lớp 6 rồi. Chả là tí rồi. Ồ, thế thì đến gặp bạn gái ở lớp thì là xấu hổ đến đâu. Rồi, thôi nó chạy vào nhà thôi. Chắc nó muốn lấy vợ rồi. Nào, anh tiếp đi. Nếu nói về hoa sữa thì... Cây hoa sữa à? Vâng. À dạ. Hoa sữa tươi rơi. Nhà nếu nói về cây, về đủ cây hoa sữa hay nhỉ? Vâng, không thiếu một cái, nếu nói về độ phong phú thì cực nhiều cây luôn. Hoa sữa này với cái dáng thú thân tườn ra đây này. Hà mã. Ờ. Sư thử cũng được hà mã rồi. Ờ, cũng có nét nét giống vâng. Con hà mã. Nó trườn ra, bông cành nó rụt rịt. Giá cũng giao lưu cũng không có nhiều tiền, 600-700 nghìn, không nhiều đâu. Tức là... Dưới 1 triệu. Ờ, 600-700 hả? Vâng, dưới 1 triệu. Cũng là bán nữa, anh em nào đam mê thì thích thì chơi. Chứ còn chơi đá là cũng thôi luôn, cũng là để chơi. Cũng không nặng cái thương mại lắm. Rồi. Vâng, giá đấy là giá nó vui. Ok, cây hoa sữa. Hoa sữa thôi rồi đấy. Vâng, đến cái cây này tôi thực sự ngỡ ngàng là tôi chưa biết nó là cây gì. Thế và anh Lâm Mạnh Việt có nói là đố bác Đỗ Sinh. Thế tôi đành bó tay. Đấy, thế bây giờ anh phải lý giải cho tôi để tôi giới thiệu. Nếu mà nói lên tên nó là cây gì anh? Hoa run. Cái gì ạ? Hoa run. Là cấu bông hoa run về đây. Các hoa run à? Ngoài cửa à, nó có hoa. Nó có hoa. Vâng. Bông hoa run đây. Anh đang bảo một anh bạn đi ra vặt cái hoa của cây này. À, đem lên đây. Thế rồi anh chịu khó cái. Chịu khó chiều tôi tí. Thế còn cái gốc của nó là thế nào? Vâng, nó là con cóc ngọc tí. Con cóc giống con cóc à? Vâng. Con giống con cóc ba chân. Mà nó rụt gì 4 chân thì không phải bà, không đủ. Không, cóc thì phải 4 chân thôi. Cóc ngậm đồng tiền chỉ có 4 chân. 4 chân ấy. Ờ. Chứ nó phải 3 đâu, đủ 4. Đây mà dưới anh để con cóc đây rồi. À, được rồi. Nó cũng đủ 4. Thế mà tên này thì tôi chưa gặp bao giờ trong cái tạp san của tôi đi thôi, nhưng mà đây đi khắp các vùng miền, tôi chưa gặp cây này từ hoa run. Hoa run. À, lại độc đáo thế. Mà nó lại là cóc ngọc. À. Mà lại có hoa thật luôn. Ờ. Hoa thơm rừng luôn. Hoa thơm à? Hoa thơm. À, hay nhỉ. Hoa thơm. Cây này thì chưa có. Vâng. Cây này chắc là để già cây một cái tay này nó mềm, nó già một tí để có đấy. Không, tất nhiên là nó cái chuyện hoa chỉ có đến mùa là nó ra thôi chứ chẳng khó khăn. Nhưng mà cây này có hoa chưa? Có rồi. Có rồi à? À. Cái này thì không thể nói là không có hoa được. Được rồi. Cóc. Cóc ngọc. Cóc ngọc thì ăn vào không có chỗ xa. Ừ. Nên nó cứ phình mãi ra. Vâng. Đây hoa là đây. Hoa đây. Đâu đem ra đây để vào cạnh cái này à? À, ôi trời ơi. Lá nó đây hoa. Màu đẹp nhỉ. Không cãi vào được. Đâu anh đưa tôi ngửi cái này này. Lá nó đây, hoa nó đây. Mùi nó đây. À, được. Nó đây. Trông nó xa như là cây màu hồng đấy, rất tươi. À, đây. Đây là cây to ngoài đằng trước nhà anh đấy. Vâng, đấy. Nguyên bản. À, hay đấy, được đấy. Ăn độc đấy. Thế mà cây này là ra hoa thì rất hay. Không khó gì cái hoa. Thế đây mùa hoa đây rồi có thấy đâu? Vâng, không, căn bản nó mới cắt thì mới. Thế tôi bảo nó phải ra hoa thì mới được. Cóc ngọc. Vâng. Mà tên cây hoa là hoa... Hoa run. Hoa run. Vâng. Lại lần đầu tiên gặp được cái cây rất là... Độc lạ như vậy. Vâng. Không rốt. Vâng, để kết thúc video này anh Việt lại giới thiệu với chúng ta một cây chuối. Nó rất giống cái bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Khi Tôn Ngộ Không có ý định coi như là về với Hoa Quả Sơn thì Phật Tổ Như Lai có giang bàn tay ra. Tôn Ngộ Không đứng mãi ở trong bàn tay mà không thể vượt được qua bàn tay của Phật Tổ. Ở đây chính là cái ngón cái này. Và đây là những cái ngón trỏ ngón út.
bốn ngón tay còn lại này. Đây là Tôn Ngộ Không vẫn đứng ở trong bàn tay, không thoát được ra khỏi. Đấy, rất là đặc biệt. Đây là cổ bàn tay. Đây là cổ bàn tay. Vâng. Đấy, anh ấy đang xây dựng một tác phẩm duối với cái tên và cái ý tưởng của anh nữa, tức là bàn tay Phật tổ. Vâng. Bây giờ Đỗ Sinh dừng video này ở đây để chúng ta lại chuyển tiếp một video sau. Tôi sẽ giới thiệu trực tiếp ở trên vườn chứ không đưa vào mâm xoay nữa, vì là những tác phẩm này nó nhỉnh hơn một chút.